Hướng dẫn macro game Free Fire, sale S30, nhảy bắn UMB, macro K98, đặt kêu ngồi mọi người kích vào logo này kích vào điều chỉnh cấu hình này và mọi người kéo cho em một cái thao tác ra nhé ở đây em muốn thao tác trên màn hình thì em kéo một cái thao tác trên màn hình nha nha mọi người chọn macro là gì nhỉ và chọn vào chỉnh sửa tạo cho em ba thao tác macro này thao tác số 1 mọi người kéo cho em vào ô ngắm này thao tác số 2 mọi người kéo cho em vào ô nhảy và thao tác số 3 mọi người sẽ kéo cho em vào ô bắn nhé mọi người kích đúp vào cho em thao tác số 1 này và mọi người điều chỉnh cho em thông số là 0.06 và 0.06 nhá thời gian nhé và kích đúp vào cho em cái thao tác số 2 mọi người cũng điều chỉnh là 0.06 và 0.06 nhé kích đúp cho em vào thao tác số 3 và mọi người điều chỉnh cho em thông số là 0 0.06 và 0.6 nhá rồi anh em lưu lại và trải nghiệm nhé cái này là thao tác macro nhảy bắn nó, nó sẽ tự động nó ghim vào đầu nha anh em mới nhìn thấy nhé đó chỉ là đúng một nút trên màn hình thôi và anh em nhớ để cái tâm nó cao cao hơn cái đầu của con nhân vật một chút nhá là khi chúng ta bắn thì tâm nó sẽ tự động nhảy vào đầu và nó macro cho chúng ta nhé Tiếp theo là macro K98. Đầu tiên mọi người sẽ mở cho em cái hành động và mở logo map phí lên cho em, kéo cho em một cái phím mà anh em muốn map ra và anh em kích đúp vào đấy, chọn cho em macro là gì, này. chọn chỉnh sửa này. Và mọi người tạo cho em bốn thao tác macro nhá. Thao tác số 1 mọi người sẽ kéo cho em vào ô bán Thao tác số 2 mọi người sẽ kéo cho em vào ô thay đạn Và thao tác số 3 mọi người sẽ kéo cho em vào ô bật hành động Và thao tác thứ tư mọi người sẽ kéo cho em vào một ô hành động bất kỳ nhé Và tất cả cái thời gian mọi người điều chỉnh hết cho em là 0.06 nha Từ thao tác số 1, thao tác số 2 và thao tác số 3, thao tác số 4 Mọi người đều điều chỉnh hết cho em thời gian là 0.06 nha Rồi anh em lưu lại và test giúp em nhé À nhiều lắm, ấn một phát thôi nó sẽ tự động nó bắt đồ bắn ca chình vàng ta nhá, rất là ngon luôn em nhé. Và ở đây anh em có thể bật cái tâm ảo lên giúp em nhá. Anh em sẽ mở logo lên cho em này và vào cài đặt này. Anh em sẽ kéo xuống này, nó sẽ có cái phần hiển thị này, mọi người sẽ bật lên nhé. Và anh em có thể chọn cái phong cách nhá. Ở đây là chữ thập, vòng tròn và hình vuông này. Đó anh em ơi chọn màu này. Đó anh em thích kiểu nào anh em ơi chọn ở trong đây nhá. Ở đây em đã bật lên này và test thực chiến cho anh em này. Khi chúng ta bật cái tâm ảo lên chúng ta căn nó sẽ rất là dễ nhá. Tiếp theo em sẽ hướng dẫn mọi người thao tác macro kêu ngồi nhá. Mọi người sẽ tạo cho em một cái phím này kích nút vào đấy chọn cho em macro là gì này chọn cho em điều chỉnh này và tạo cho em hai thao tác này tác số 1 mọi người sẽ kéo cho em vào cái phần đặt kêu này và tác số 2 mọi người sẽ kéo vào ô ngồi thôi và thời gian mọi người điều chỉnh hết cho em là 0.06 nhé đó tất cả hai thao tác đều là 0.06 nhé nha cho anh em lưu lại và anh em test cho em nhé đó anh hiểu không cả một nút thôi là nó sẽ tự động nó đặt keo kêu và nó ngồi nhé Mọi người vào giỏ hàng trên TikTok đặt hàng giúp em nha. Tất cả mọi sản phẩm bên em đều được bảo hành 6 tháng, lỗi đổi mới anh em nhé.